Cũng có nhiều cha thắc mắc là, cũng có nhiều người giáo dân thắc mắc là tại sao mới đưa cha sở đưa vậy? Không biết là cái chỗ này là cha có những suy nghĩ gì không? Thì con cũng thắc mắc như vậy đó. Một số người họ cũng nói là tại sao mà cái thủ tục hành chánh của cha Tường hành hạ như vậy, nó khó khăn như vậy, nhiều cha sở lại bận rộn rồi mà cha Tường lại đòi hỏi các cha sở phải đưa con chiên về, rồi đến một mức là đó, đến ngày tháng nào đó lại cha Tường lại đòi hỏi chính Đức Giám Mục lại đưa con chiên về. Như vậy cái thủ tục hành chánh nó nhiêu khê, nó còn phiền phức hơn là cả cộng sản nữa. Như vậy là cha Tường không có lòng thương xót. Thì cha trả lời là sao? Hồi nãy tụi con đưa ra hai cái thư này là tụi con khẳng định tụi con là người có lòng thương xót. Cha công nhận chỗ này chưa? Nhưng mà tại sao đã có lòng thương xót với thư này rồi mà sao không có lòng thương xót luôn? Mà tại sao không phải bắt mấy cha đưa về? Rồi tới viên giáo một, rồi tới viên hồng y, rồi tới viên giáo hoàng. Ví dụ, bây giờ mình ví dụ. Bây giờ trong gia đình mình có một người bị trộm số, nó chửi. Nó chửi quay. Bắt đầu mình đưa vô, mình nhờ chính quyền ấp giải quyết. Chính quyền ấp nó giải quyết kiểu nào đó mà mình thấy mình chưa hết quan. Cái mình kiện lên xã. Cha công nhận gì không? Mình điên cấp nữa à. Bây giờ ấp xử tôi vậy đó mà tôi thấy tôi chưa có mãn nguyện. Tôi nhờ chính quyền cấp cao hơn xử giùm tôi. Rồi xã xử cũng thấy quan nữa, thấy quan ức quá, xử chưa mãn nguyện, giờ lên huyện, huyện xử cũng quan ức nữa, giờ lên tỉnh, tỉnh xử cũng quan ức nữa, giờ lên trung ương, tới nơi cuối cùng coi là cấp cao nhất giải quyết cho tôi đừng có quan, để tôi sống cho nó vui cuộc đời, vì tôi thấy tội tôi đâu có đáng mà phải buộc tội tôi như vậy. Thì một người phạm tội thì nếu xử quan người ta có quyền đi từ cấp, vậy thì để giải quyết cho các cha hay là mọi người nói rằng cha Tường không có lòng thương xót mà hành hạ con chiên. Ngày 23 tháng 5 năm 2014, đây là cái thông báo chính thức của Tòa Giám Mục Vĩnh Long. Thông báo chính thức của Tòa Giám Mục Vĩnh Long. Thông báo như thế nào? Cha Tường đã đi sai cái vấn đề nè. Sau khi nghe cha Phêrô Tường giải thích lập trường của cha về những điểm giáo lý mà cha đã giảng dạy tại hội đạo thành thế Bến Tre và nhà riêng của cha tại hội đạo vùng lớn Trà Vinh, cùng với những CD và những phương tiện truyền thông internet để rao truyền những sai lạc về giáo lý của giáo hội Công giáo, qua quý cha trong các ban nói trên đã trình bày lại những điều, những điểm tính lý theo giáo lý tinh tuyền của giáo hội Công giáo, nhưng cha vẫn ngoan cố trong lập trường sai lạc của cha bằng những hình thức cũ. Có nghĩa là các cha đã kết luận rằng là cha Tường đã sai giáo lý tinh tuyền của giáo hội Công giáo. Vậy thì bây giờ kết luận căn cứ luật của giáo hội thánh điều 1364, tôi đứng bản quyền Long tuyên bố cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị phạt dạ tuyệt thông tiền kết do bởi anh giảng sai giáo lý tinh tuyền của hội thánh. Đây là thông báo rõ ràng là bắt đầu phạt dạ liền, vì anh sai giáo lý tinh tuyền bây giờ tôi phạt anh liền tại chỗ theo giáo luật điều 1364. Điều thứ hai, căn cứ luật của hội thánh điều 1331, nhiều điều quá. Từ nay cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị cấm. Thứ nhất là cha không được cử hành mọi bí tích, kể cả á bí tích. Vậy thì một người giáo dân được lãnh nhận bí tích và á bí tích, ví dụ như bí tích là được rước lễ, được xưng tội, được sức dầu bệnh nhân, đó là 7 bí tích. Á bí tích là được làm phép nhà, được làm phép xe, được làm phép xuồng, được làm phép đủ thứ. Cha công nhận cho này không? Hiện giờ linh mục Nguyễn Văn Tường không được lãnh nhận bí tích, kể cả á bí tích. Vậy thì đó là người Công giáo hay là người ngoại đạo? Đó là một cách người ngoại đạo. Cách thứ hai, cấm cha không được hành xử mọi chức vụ và quy tụ tất cả mọi người cử hành. Nè, như vậy kể từ nay mọi việc quy tụ, nè cha đọc kỹ nè, số 3 à, kể từ nay mọi việc quy tụ cử hành phụng vụ giảng dạy của cha Phêrô Nguyễn Tường đều bị cấm. Đồng thời đọc, cha đọc lời số 4 nè, đồng thời cấm tất cả anh chị em giáo dân tham dự mọi việc cử hành phụng vụ và giảng dạy do cha Phêrô Nguyễn Văn Tường phục quy tụ. Ngang qua cái thông báo này thì đương nhiên là nếu ngày hôm nay mà con chữa bệnh
mà một người Công giáo mà trở về với con không có một cái phép của cha sở thì rõ ràng con là người quy tụ. Vậy thì nếu mà ông cha Tường quy tụ như thế là ông cha Tường không dâng lời về trên. Tuy rằng cha Tường bị dạ tiệt thông nhưng vẫn đang dâng lời về trên, là không quy tụ. Bây giờ con cũng có quyền con quy tụ mọi người đến con chữa bệnh nếu luật pháp nhà nước cho phép. Nhưng mà nếu con làm như vậy là con do bởi con còn đi tu, do bởi con là linh mục, cho nên con vẫn thi hành cái lệnh truyền của hội thánh là phải dâng lời trọng hơn của lời. Cha thấy nghe chỗ này rõ ràng không? Hy vọng rằng các cha nghe được cái clip này để các cha hiểu được ông cha Tường lòng ổng còn tu, ổng muốn tu và ổng là đang là linh mục, chứ chưa có ai có quyền mà cấm chỉ ổng. Chưa có một cái chiếu chỉ nào chính xác của tòa thánh đưa ra là cấm tuyệt đối ông. Ông không được xưng cha, xưng chú gì đấy. Tôi đang là linh mục mà. Chưa có một cái sắc chỉ nào có quyền cấm cả. Vậy cha công nhận cha Thường vẫn là cha mà. Vậy thì khi anh còn là cha thì anh phải tuân thủ theo cái thông báo của bề trên cấp cao của tòa giám mục Vĩnh Long, là anh không được quy tụ. Vậy nếu ngày hôm nay anh hiểu anh Điệp này về đây mà không có phép của cha xứ thì có phải là cha Tường quy tụ không cha? Là con sai, là có nghĩa là con không dâng lời. Vậy nếu tâm hồn con không còn tu nữa thì con quy tụ không nói con được. Nhưng mà vì con còn tu, còn dâng lời về trên cho nên con không dám quy tụ. Vậy đây không phải là lỗi của con. Vậy đây chính là cái lý do mà cha phải dẫn về. Còn ngày hôm trước ký giấy dẫn về thì cha nên nhớ rằng bệnh này là bệnh lớn, bệnh này là bệnh chết người, pháp lý phải rõ ràng. Mà các cha xứ ký như vậy cho thấy rõ ràng làm sao cha dám chữa bệnh. Cha dám chữa bệnh không? Mà ở đây trị bệnh có chết người chứ không chết. Mà trâu sống không ai cầm cả, trâu ngã thiếu gì kẻ cầm dám. Vợ con bệnh vậy đó mà ở nhà con chết con sao nữa, mà ở đây chết con là lạc. Phải nhân nè, làm sao vợ con chết rồi. Tất cả các cha đăng ký như vậy cha dám chữa bệnh. Về mặt pháp lý cha không dám, người ta đâu gửi con người ta đến chữa bệnh mà cha ta lẹt cho chữa bệnh. Chết rồi cha phải ở tù. Tôi ký cho con tôi là rửa tội ở xứ này thôi mà. Cha sở chánh tòa nhà thờ Thanh Hóa đàng hoàng. Cha thấy rõ ràng rồi, hai cha hôm nay ký cũng như vậy mà, đâu có cái khác. Vậy về mặt pháp lý con không dám chữa bệnh, vì cha sở không có nhờ con chữa bệnh hay là không có biết con chữa bệnh, chỉ ký như vậy thôi chứ không biết gì việc chữa bệnh này. Lỡ con chữa bệnh mà có chết người là cha xứ nói bây giờ anh quy tụ con tôi nè, con chiên tôi chết rồi anh phải chịu trách nhiệm nè. Cha thấy khó không? Và chính vì các cha ký như vậy cho nên con chiên không có cơ hội đến chữa bệnh. Vậy thì con phải đưa lên một cái cấp, con kiện lên cấp trên để được con chiên được chữa bệnh. Cha công nhận không? Bây giờ chẳng lẽ cha Tường chữa được ung thư mà ngồi dòm con chiên chết vì ung thư sao? Vậy thì cha Tường phải cố gắng kiện lên cấp trên để giải quyết cho con chiên được chữa bệnh. Cha thấy chỗ này con có hành hạ các cha không? Sư hành hạ hợp lý. Hợp lý, hành hạ. Gọi là hành tội hợp lý. Sao các bạn ở dưới nghe đúng không? Gọi là hành tội mà hợp lý, đúng không nè? Hợp lý là hợp với cái pháp lý. Pháp lý anh đưa ra vậy thì tôi phải hành vậy. Tôi hành xử hợp lý. Mình nói hành tội quá đáng, nó hành xử hợp lý. Cha có nghe không? Mà cha dùng từ hành hạ hợp lý. Còn con là nói vui cho vui là hành tội hợp lý, nhưng nó đúng nghĩa là hành xử hợp lý. Và một cách nào đó các chủ tranh để quan tâm đến công ty về linh hồn rồi là về Phật. Đúng. Tại sao cha nói quan tâm? Tại sao chỗ này? Ngày xưa Chúa Giêsu đi rao giảng, Chúa Giêsu vừa rao giảng vừa chữa lành. Thì ngày hôm nay tôi thay mặt Đức Kitô, tôi là Anteristus. Tôi là Đức Kitô thứ hai. Vậy thì tôi phải vừa rao giảng vừa chữa lành luôn. Nếu tôi chữa không được tôi nhờ bạn tôi chữa, cha công nhận vô đây không? Vậy thì ngày hôm nay bạn của tôi chữa mà tôi không đưa con chiên tôi đến làm sao bạn tôi chữa được? Mà bây giờ đưa đến đưa như vậy ai dám chữa cho? Đây là mạng người mà mình đâu có dám coi người ta như cỏ nát được chứ. Giờ mình đang đi tu mình thấy con dâng lời, cha thấy con hành xử và hợp lý ha, một cách hành tội hợp lý. Vậy tại sao 3 tháng Đức Giám Mục phải đưa? Bởi vì trong 3 tháng này các linh mục bổn sở không chịu đưa gì hết. Bằng chứng là các bạn ở dưới thấy bao nhiêu người về tới cổng rồi, cha sợ không dám về phải đi. Nếu cha quy tụ vô đây cha chữa bệnh là cha bất hợp pháp, không hợp lý nữa.
Vậy thì các sở, cha sở không chịu đưa về mà còn hành hạ con Chiên nữa, còn nói này nói nọ nói kia làm cho con Chiên buồn nữa. Đó, như vậy thì bây giờ các cha sở không nhận về, con phải đưa lên một kiến nghị cấp trên nữa là Đức Giám Mục. Mà tại sao 3 tháng mới tới Đức Giám Mục? Là bởi vì cho anh rộng thời gian đến suy nghĩ. Chứ nếu không là một ngày một là đưa lên nó một liền, không để qua, ung thư qua là chết. Nếu mình để 3 tháng là chết qua, mà cha để 3 tháng là cha còn thương các Đức Giám Mục, cha còn có lòng thương xót. Tuy cha hành hạ thiệt, nhưng mà trong cái hành hạ có lòng thương xót. Nó vậy thì nếu 3 tháng nữa mà Đức Giám Mục không dẫn về thì buộc phải kiện lên Đức Hồng Y. 3 tháng nữa kiện tới Đức Hồng Y. Vì cha Tường không bao giờ đứng nhìn con Chiên chịu chết, vì cha Tường cứu được. Cha khẳng định là cha cứu được con à. Và cha đã cứu nhiều ca lắm rồi, cha muốn nói ra. Thế nè, cha cũng có lên mạng, có giấy tờ đâu đó đàng hoàng. Hành chánh thủ tục của nhà nước, của Đông Y, của Tây Y có đầy đủ á. Cha ký cái rầm rầm nó ngọt đùng đùng vô, nhưng có hành chánh thủ tục, có pháp lý rồi. Cho nên cha mới tuyên bố rằng cha chữa được ung thư, cha đâu thể đứng nhìn con chết được. Cha đấu tranh cho con mà, con không hiểu cha. Con làm quá cha chữa con không được, bởi vì cha làm sai pháp lý cha chữa không được. Cha công nhận không này không? Nếu cha chữa ẩu cho con là cha sai pháp lý, con cũng đi chết. Hắn này không vui vẻ để chữa bệnh con. Vì thế cha mới đưa lên 3 tháng nữa Đức Hồng Y. Rồi Đức Hồng Y mà không được nữa, cha đưa lên Đức Giáo Hoàng, mà Đức Giáo Hoàng không chịu nữa thì tụi con đi chết chứ không phải cha. Tụi con giáo bị dạ tuyệt thông, bị cha Tường phạt dạ tuyệt thông. Giờ đây ai tuyệt thông ai hỏi lại. Giờ đây giáo hội tuyệt thông cha hay cha tuyệt thông giáo hội? Hai chỗ này phải hỏi lại liền. Vì con trả lời cho cha những cái phía mà các Hồng Y giám mục phải về rồi đó. Mình phải nói rõ ràng cha. Sau khi tới Đức Giáo Hoàng mà không dẫn con Chiên về thì lúc đó là rõ ràng con làm con sai. Mà hãy con làm con sai thì con không làm, mà hãy con không làm thì rõ ràng là con Chiên đi chết. Linh mục đi, ung thư đi chết, giáo hoàng ung thư đi chết. Đó có phải là cha Tường đang tuyệt thông hay là nói cho sát sườn là anh tuyệt thông anh, chứ không phải cha Tường tuyệt thông. Hiểu một cách nôm na là cha Tường tuyệt thông, nhưng hiểu cho đúng nghĩa là tự anh tuyệt thông anh. Anh không hiệp thông với tất cả mọi người. Anh thấy cái điều đó tốt mà anh không chịu hiệp thông, anh tưởng anh là giỏi. Anh cho anh là hay. Nếu anh là hay anh ở nhà anh chữa bệnh cho con anh đi đây làm chi. Nhưng mà rõ ràng anh chữa không được. Rõ ràng giáo hội đang tuyệt thông giáo hội như chỗ này cha. Cho gì cho thông báo cho các giám mục rõ ràng, coi chừng cha đang tuyệt thông thông tin của cha. Cha đang đưa nó đi vào con đường chết. Nếu cha không mở ra cứ úp mắt chỗ này là cái thứ này đấy. Vì cái thư này đây mà cái hàng giáo phẩm đang tuyệt thông trong thiên đường. Nhưng cha nói thêm, hiện nay các linh mục viết thơ dẫn con Chiên về nhiều lắm, nhưng mà trong giáo hội Công giáo nó có hai hàng thôi. Một là giáo dân, hai là giáo sĩ. Giáo dân là ai? Là những người theo đạo. Mà những người theo đạo được chia ra nhiều cấp, là giúp lễ, là ca đoàn, là rồi là thanh thiếu niên, là thiếu nhi, là nam phụ lão ấu, các nhóm. Còn giáo sĩ có ba cấp: nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Nhất phẩm là giám mục, nhị phẩm là linh mục, tam phẩm là phó tế. Mà nhị phẩm đã đưa con Chiên về rồi thì nhất phẩm nó sao không đưa? Nhị phẩm là người thay mặt Chúa tha tội cho anh rồi, mà nhị phẩm đã đưa về rồi thì tam nhất phẩm đâu có gì gọi là khó đâu chứ. Thì coi như nhất phẩm đưa chứ còn gì nữa. Chỉ là cái tước hiệu thôi. Chỉ là cái tước hiệu thôi chứ đâu có gì. Nhất phẩm chỉ là tước hiệu. Cha là linh mục, cha giải tội được theo đức tin người Công giáo. Cha làm hết các bí tích cho con Chiên được mà. Thì linh mục, giám mục cũng làm vậy thôi. Mà cha đã làm được thì cha đưa về đây được. Thì giám mục có lạ gì đâu mà không đưa. Tại anh còn mắc cỡ nó không đưa thôi. Tại anh thấy anh sai chỗ là anh đang làm vậy. Đó, nó lòi ra chỗ. Tại sao anh không đưa về? Bởi vì anh ăn động vật anh sai. Cái chỗ đó mới giải thích tiếp. Đã, nghe được. Cho thấy nghe được. Giờ con giải thích chỗ này cho thấy cho vừa bụng chưa? Con cũng nói là cái sự hành tránh nó hợp lý. Và nó cái mấu chốt nó ở là cái tờ bản tuyệt thông. Đúng, mấu chốt chỗ đó. Vậy thì bây giờ để giải quyết cái mấu chốt này là xong. Mà mấu chốt này ai giải quyết đây? Thì cha phải suy nghĩ liền cái mấu chốt này ai giải quyết nha. Chứ con không giải quyết. Ai cột thì người đó tháo. Cái này con đâu có cột. Cha công nhận không?
cái này con không cột cho nên con không tháo. Con tháo là được liền, nhưng mà con không tháo. Vì mình người ta cột mình tháo người ta buồn. Người ta cột mình tức là tại sao? Bây giờ thí dụ như giờ mình có con bò, mình dẫn nó đi ăn xong mình dẫn gì mình cột lại mình thương nó đó. Chứ mình ghét nó là mình thả rút vào thả lỏng thì nó đi chúng chặt nhượng người ăn chết hết vậy. Vậy thì ta cột mày là ta thương mày. Dám một cột cho tường là đang thương cho tường. Vậy cho tường ngu gì tháo. Để cho dám một cột. Mình giống như con bò của Đức Cha không? Thì Đức Cha cột mình là Đức Cha thương mình, không cho mình đi vậy. Vậy mình phải mừng chứ. Vậy mình tháo chứ chỗ này, để cho người cột họ tháo. Vậy chỗ này là con và cha không tháo. Nhưng con tâm tình với cha chỗ này để cha hiểu. Mà hôm nay cha dẫn về cha không quốc ức. Chứ không thôi cha quốc ức, tại sao mày phải bắt cha dẫn về? Phải không? Vậy cha không còn quốc ức chỗ này nữa, phải không nè? Rồi.